thờ ơ nhé. Xung quanh là những bông hoa trang trí rất là cầu kỳ luôn, là một cái bông bự vô mà trang trí ở bên trong rất là nhiều luôn. Mà tiếc vào đây chứ không bao trước được nữa, thì mình cơ phải mềm nha. Đầu tiên thì mình sẽ tô màu đen, màu đen nha. Tiếp tô trên đây. Cho nó đều nha. Tiếp theo đây.
chính là sản phẩm bức tranh của mình. Cảm ơn mọi người đã xem nha. Hẹn gặp lại các bạn.